cô chú gì đã chăn nuôi bánh trai, hôm nay lên gặp một cái bu xin to lứa ha. Giờ mời cô chú gì xem nội dung hay cả nghĩ mua thì liên hệ cho em. Con 10 tháng, con 11, 12 tháng. Con bò bên đây thì chị Cam đo xong sao là mét 3 bò. À, con kia em đo mét 23, con 13, con 10 tháng đó. Ăn cái bù xin lứa nè, con chuẩn bị nuôi về mẫu sinh sản rất tốt nè. Chân cả quan sát hậu búa xe xuống rồi hết. Bao tạc gỏi cho cô chuẩn bị mình luôn. Nha. Sái nè. Đó. Sái mặt và sái lưng nghiêm chỉnh hết của chúng chị, màu đỏ rệ luôn ha. Chân chân này kỳ khú là đen nè. Đó. Đúng miếng của chúng chị. Đúng bự luôn nè, thấy không? Đây dưới nè. Từ xa của chúng chị. Đó. Hai con mập mập đầy đạm. Chân cẳng con bự chỉ cao mét 3 bò nè. Đó. Rồi thì hai bò này anh chủ nhà anh bán giá là 34 triệu, giá tại chuồng ha. Đó. Cô chú anh chị nào thấy hơn nghĩ mua thì liên hệ cho em. Hai bò bự hết trơn nè. Lớn bò giá này cánh tay còn không mấy triệu con của miếng chị kiếm đâu ra nữa ha. Đuôi đã nó đẹp nè, không màu mẹ rồi khỏi phải nói tới, con bự có lên giống nó rồi nè. Đó. Thì dặn dặn lên giống rồi đó. Rồi thì hai cái này giá tiền 34 triệu con, mau mét 3 con, cao mét 23 bò. Thì cô chú chị nào ưng ý được gần xa, thấy được cái giá tiền hai bò này là yên ý mua thì liên hệ cặp một cái tơ bu xin ha. Hình hai cô chú điện thấy giá hơn nữa luôn, liên hệ cho em. Hai cô qua ít nè, kiểu mẫu rồi bắt đầu khỏi phải nói tới luôn ha. Sái rồi là nghiêm chỉnh hết. Rồi giờ hình ảnh nó gửi đầy đủ cho cô chú anh chị mình xem hết, là mong cô chú anh chị thấy cái giá hai con này 34 triệu, thấy giá ưng ý mua được thì liên hệ cho anh em. Rồi cực kỳ không, kiểu mẫu đứng cực kỳ không chú anh chị. Rồi để tiếp tục hình ảnh lên hai bộ mẹ con ha. Con mẹ Redman tuổi với con mẹ Bo Xin. Thì con mẹ Bo Xin thì con bò bự nè, rồi được bự nè, được bự được 4 tháng tuổi. Còn con bò Redman tuổi thì con được nhỏ thì được 2 tháng lú lú ha. Mấy bữa thì con bò Bo Xin bự nè, chiều cao đo là 1m35, vô nọc luôn mấy thằng. Vô nọc 2 tháng ha. Con này 1 tháng rưỡi nè cô chú anh chị. Đó. Con này chiều cao nó không sao phải 1m27 bò. Đó. Cô chú anh chị nào thấy ưng ý ít mang tụi nè, con được được nhỏ. Được nhỏ tầm 2 tháng lú lú mấy bữa.
Rồi lú này em bao cho cô chú chừng 3 tháng ha, hai bộ luôn. Thì hai bộ mẹ con được cua hết. Thì hai bộ mẹ con này giá cực kỳ yêu thương cho cô chú chị mình. Thì ưng ý mua hay liên hệ ha. Con đẻ hai con kia đẻ con. Đây. Đực nè, con có bộ bô xin nè, thấy lung lúng yến rồi ha. Cực kỳ không? Đi bắt. Con nhỏ hay con cũng bò đất nên tuổi. Nhỏ nè. Thì hai bọn mẹ con này thì có vô nọc đầy đủ hết rồi. Thì cô chú chị nào thấy ưng ý được mua thì liên hệ cho em. Ha. Đó, con này chiều cao đo 1m35 bò này. Con á. Thì bò này có đẻ rồi, lứa rồi ha. Thì bán thì em bao cô chú chị mình trong vòng 3 tháng bò này. Cái này em giấy. Ủa, bò đẹp. Đó. Thì hai bò với con nè, bán đó giá là hai con là 40 triệu hai bò ha. Gom hết hai bò là 40 triệu thì cô chú chị nào ưng ý, thấy giá là ưng ý mua thì liên hệ cho em. Giá chốt tại chuồng, không có bao ship. Đó. Hai bộ 40 triệu được 4 con bò. Đó, hai được hàng cái. Hàng cái mình cấy rõ trơn rồi cô chú anh chị. Đây. Hàng cái cũng cấy rồi đàng hoàng hết rồi. Chân cẳng này em bảo hành cho cô chú anh chị không có búa xe xuống rúng luôn gì hết. Sai tích đồ đầy đủ nghiêm chỉnh hai con hết ha. Giá tiền hai con này 40 triệu thì cô chú anh chị mình kiếm đâu ra nữa. Đó. Thấy không? Siêu rẻ. Thì cô chú anh chị mình coi kỹ đi bò đi cái dịp thấy thì liên hệ điện cho em ưng ý điện mua ha, không có gì hết này. Đó con bò nhỏ là con bò đất nên trụi nè, con bò bự này con đực mơ bự này con bò bự xin đó tiếng tả hai ngoài có hai bò. Rồi thì cô chú anh chị nào ưng ý thì mua được thì liên hệ cho em.